Giới thiệu các bạn, đây là món tần lạc đấy ạ. Món tần lạc đây. Làm cầu kỳ. Làm cầu kỳ overnight các bạn ạ. Bây giờ Ninh nó sọc lên mũi đúng không? Cay. Anh em ra suối để nhổ lông gà cho nó tiện các bạn ạ. Nhổ mất. Đây là món gà luộc đấy các bạn ạ. Lâm chào anh em đang chặt gà các bạn ạ. Thử biểu diễn một phát chặt đẳng cấp rồi nè. Mà gà luộc hơi quá đúng không? Thấy nó vậy hơi mềm mềm. Đây là nước chấm gà các bạn nhé. Anh không phải thiếm từng món mới đâu thiếm á. Đấy, nước chấm gà, bây giờ các bạn cho thêm hạt dổi với là mắc khén cái thứ cho vào đây. Chấm. Giới thiệu với các bạn, đây là toàn bộ số ngan với số gà sẽ dùng để làm cỗ nha các bạn nhé. Món ngan này thì chắc là xào thôi, còn gà thì luộc, mới luộc hay chiên nhỉ? Chắc là luộc ấy nhỉ, luộc dễ ăn. Nắng xiên đẹp quá các bạn ạ. Chỉ là nồi nước để chuẩn bị mọi người làm món làm lông với con ngan các bạn nhé. Thế ông lấy vợ chưa? Các bạn ơi, ngan thì bây giờ đã được làm sạch sẽ rồi đây. Tí nữa là lọc cho lên xào đây. Mấy anh em trong câu lạc bộ lọc ngan các bạn ạ. Đang hết, đang hết, đang hết là bảy cái mâm hết cả thể cây phải nhá. Rất là hay. Thế còn cái đống hải cốt này là băm ra xào à hay kiểu gì anh? Nấu canh à? Mai nấu mì tôm cho mình ăn sáng luôn. Trùng đám cưới đi muộn này. Thế ạ. Hôm nay làm không kịp. Vâng. Lấy con dao bầu cũng được nhỉ. Lọc nó đỡ bị nát thịt. Đây là mấy bác sĩ phẫu thuật các bạn ạ. Đang gọi là phẫu thuật cho mấy chú ngan này. Mệt vì không? Như lỗi về chủ ở đây. Bây giờ sẽ có một cuộc thi ai mà lọc ngan bây giờ bắt đầu đứng lọc xong ai lọc xong trước thì có phần thưởng. Đâu thưởng đâu? Là một két bia. Có được không anh? Làm luôn đấy. Đấy chào đi. Đây ông bạn chào nhá. Ok. Muối. Ôi có bia mình đã làm thật rồi. Không thể đua được đúng không? Không đua rồi. Rồi đã xong. Champion. Người chiến thắng đó chính là bếp trưởng. Có một cái chu.
Còn mỗi cái phao câu nữa là xong. Ôi đã xong. Giờ mọi người đang chuẩn bị thái món thịt ngan các bạn ạ, để xào. Cứ cái chậu để thịt ngan này. Ngan như thịt lợn nhỉ? Ngan nó phải là như thịt trâu ấy. Ui dồi, con đấy phải 4-5 cân đấy nhỉ? Đi đi à? Thịt trâu ấy. Như này nhìn như thịt trâu ấy nhỉ. Đúng như thịt trâu. Giờ anh em đang phi mỡ để chuẩn bị xào món thịt ngan các bạn nhé. Đây là toàn bộ gia vị để xào món thịt ngan. Có gừng, ướp rượu này, xả băm nhỏ, xả miếng to và tỏi này. Đó. Bây giờ phi tỏi cho thơm lên. Được không? Đó. Nước mắm này. Sau đó đây đổ ngan rồi. Này nếu mà có chảo thì xào thì nó ngon hơn, nhưng mà nồi thì nó đây là cái mẻ xào bằng cái tong này này. Khi nào mà chín các bạn ạ thì bắt đầu mới cho gừng vào. Còn ngan xào các bạn. Có ngan xào. Giới thiệu các bạn, sau khi mà xảo bằng xào bằng cái tong kia thấy nó không ổn, anh em chuyển sang xào bằng chảo. Thực ra xào bằng chảo thì nó sẽ ngon hơn, đảo được nó đều hơn. Đảo nó đều nó đủ dai thịt. Thank you.
gan xào gừng. Gừng này, xả này. Anh em đang đập gừng các bạn ạ, để nấu món canh lòng ngan cho đội ngũ anh em đầu bếp nhé. Giờ anh em đang xử lý cái món cánh ngan các bạn ạ, để chuẩn bị xào lên mấy anh em bếp ấy, xào lên để ăn rượu. Xào ơi đúng không? Xào mấy cái gì anh? Gừng rượu. Gừng rượu à? Cái đầu người ta rồi. Cái này nhiều đấy nhỉ. Anh em đầu bếp thì tháng hồ say rồi. Mất nhiều hẳn tiếng ngon lắm anh. Đây mày hẳn. Muối các bạn ạ, muối. Này anh em, đây là mì chính này. Này 9 giờ đấy anh nhờ? 9 giờ thì ăn được không? Thực ra là nó đắt giá nhất là cái lô hài cốt này. Hôm nay mới là chuẩn này. Anh em ngồi lai ra ấy nhờ. Anh em đầu bếp bây giờ đang tận dụng xử lý mấy cái cổ các bạn ạ, để xào ớt này. Cái cổ ngan đấy. Bây giờ anh em bếp đang phi hành tỏi các bạn ạ. Đây là món gọi là lưu hành nội bộ nhá. Ở trong cái đám thì lúc nào cũng có anh em đầu bếp thì có cái món lưu hành nội bộ. Phi hành tỏi lên rồi xong một chút nữa. Nước mắm rồi. Đây là món cổ ngan, còn bên này là mấy bộ óc lợn đấy. Cổ ngan lưỡi không làm gì có lưỡi à, cho một tí lưỡi băm à. Cái này mình xào khô hay là chỉ có cho cay cho nước vào? Xào sệt đấy à? Xào sệt đấy à? Cô Dô La đấy. Đón năm gói mà. Cho một chút nước vào các bạn ạ. Đó, sụt xà sụt xệt đấy. Nhưng mà nó lại không phải là món canh đắng đâu. Không phải. Cái này là ăn cay cay. Anh này anh cái do cái này nó quá cay ấy, nó sộc lên mũi nên là anh hắt hơi. Mình thì đang đeo khẩu trang nên là không sao cả. Mấy người bị hắt hơi vì lý do là nó cay quá. Ôi ôi. Nó sộc lên mũi đúng không? Cay. Này.
À, thơm lắm. Máy. Anh em đang làm một cái xiên để nướng thịt các bạn ạ. Thịt này lọc để làm món ấy hả anh? Nướng. Giờ anh em đang tiến hành làm cái xiên để lát xiên thịt đấy. Da mèo của anh ấy đẹp thế nhỉ? Da mèo đấy. Da mèo chín háng đấy. Chín háng. Ai không có răng? Đeo vỏ nó mỏng. Hết tổn lao răng đi. Xiên to vãi trưởng. Đeo vỏ nó mỏng. Như nát là hết nào giá trị thì con chín lâu rồi. Ờ, nát nó hòn đó, nát quả. Mệt anh. Mất thả mặt mà lì không mà lề. Mặt là mài ra. Mới tiến rồi, mới tiến rồi. Nghe giá lấy bà lắng năng, tân của ngài tân năng lô. Nào. Giờ là công đoạn là cho vừng vào các bạn nhé, cho thơm. Vừng vào nó này đảo đều lên. Là hết. Cái đạp này là thứ gì? Là thủy nọ. Thủy. Lâu. Chưa đến mình nát kìa. Chỉ nào đây đấy. Ủa, chỉ nào sắc cực kì. Ờ. Hẹn chân ra anh thì em nọ. Hẹn chân ra anh thì em ạ. Chân này có tấm như mưa đây. Vẫn lâu lâu vì mà ố ngón ra ấy mà. Bó, cái này có là mít có ba chạm này có hai yếu mà có cảm thấy anh nọ. Chả sau khi nướng xong thì cho vào cái này chậu này và cho rắc vừng vào các bạn nhé. Vừng. Bây giờ bày ra đĩa đây. Đấy, cái giải ra vô, phải chơi giải ngay vô. Con mình mới đi khỏi, tìm được tìm con nó. Đấy. Lại là cả phải sẽ đi cả nhìn. Giải đi, em đi làm tập ra tổ mà. Anh em đang đóng gói. Món chả. Đây là cái món tần lạc. Ở dưới kia thì họ thái nhỏ ra, sau đó thì chiên nó thái nhỏ ra, nhưng mà ở đây thì lại khác. Ở đây để hẳn miếng to này luôn. Ờ, rất là hay, mỗi nơi một khác. À, giới thiệu với các bạn, đây là cái món tần lạc nhé. Bây giờ cũng làm như kiểu là món khâu nhục thôi. Bây giờ sẽ làm nước là để lấy màu. Mật ong với là giấm để lấy màu. Sau đó thì cho lên cái bếp bên kia kìa. Đó. Đây, cái này hết giấm này là các bác đang dùng bằng chanh. Món tần lạc này cũng làm cũng công phu đấy nhỉ. Chai này chai mật ong các bạn ạ. Lắp cả lắm. Lấy màu nó đẹp. Đây bắt đầu cho ta chiên lên các bạn nhé. Có thể giả tốt nhỉ. Có này. Đây sau đó thì cũng thả vào bếp này. Chiên lên. Nói chung là công đoạn nó làm gần giống như kiểu là món khâu nhục ấy. Nhưng mà khác là mỗi lúc tần lạc với lại là cái kia là ấy thôi. À, nguyên liệu để làm món tần lạc à? Tần cái miếng to này luôn đấy các bạn ạ. À, giới thiệu các bạn đây là món tần lạc đấy ạ. Món tần lạc đây. Làm cầu kỳ. Làm cầu kỳ overnight các bạn ạ. Bây giờ ninh cho nó khô cạn đi, cho nó mềm đi. Sau đó tí nữa mới
cho ra bát và cắt cho nó vừa miếng ăn. Đây là món tần lạc các bạn nhé. Tần. Vâng. Do các anh ấy làm thông đêm nên là mình cũng không quay được. Cái này là cái món tần lạc này thì mình quay rất nhiều rồi ấy. Thì đây là mình quay lại cho các bạn là khi mà nó món tần này. Ở đây là nó khác biệt cái chỗ mà đợt trước mình quay là ở đây họ để cả một miếng to luôn. Đó. Nên là lúc mà lấy ra ăn thì hơi mọi người phải xé nhỏ nó ra. Đây là cái nồi tần lạc này. Mình mới đầu thì mình cứ tưởng là sau khi mà cái món tần lạc này thì cứ để nguyên cả miếng, nhưng mà thực ra không phải các bạn ạ. Các anh lại dùng kéo, các anh lại cắt ra, cắt cho nó vừa miếng ăn ra. Đây. Đây là cũng rất là hay. Nhưng mà nếu mà mình thái miếng kia thì nó vừa ngấm ra mà lại là còn ấy hơn chứ nhỉ. Để miếng to này nó. Mấy chị em đang dùng cái xe rùa đi lấy củi đây. Khi mà nhóm bếp trên nền bê tông hay xi măng ấy các bạn ạ, mình phải chọc nó có lỗ thủng nhé để nó không bị nổ. Không mà xi măng này nó nổ phát thì nổ vỡ mặt đấy anh nhỉ. Có trường hợp nào mà nó nổ bay nồi chưa anh? Đổ nồi có rồi đấy. À thế là nổ nồi luôn đấy. Khi là nồi nước, mọi người đang đun nước để chuẩn bị lát luộc cái thịt các bạn ạ. Để làm món khâu nhục ạ. Đây là lợn đen đúng không ạ? Đen. Đây là đen. Ăn cái loại mì răng đấy. Mì răng sướng nhỉ. Ăn và ăn miếng cơm. Đấy, đây là. Anh có nấu ra không em ạ? Thôi để vung vào đi để cho nó xua. Kia là nồi thịt khâu nhục nha bạn nhé. Bây giờ luộc nó khôi lên thôi, lát nó bắt đầu mới xăm. Cho tắt luôn. Được rồi, mẹ xỉu cho sắp quá. Mềm mềm một tí. Phải xăm được mới được chú nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Cuối cùng thì cái nồi nó đã sôi nhé. Đây là cái nồi khâu nhục các bạn ạ. Sau khi thịt lợn luộc xong các bạn ạ, sẽ được xăm. Này là không phải xăm ấy mà là xăm cho nó lát để trên kia nó bì cho nó giòn. Đây là món khâu nhục thì thực sự các bạn ạ, làm rất là công phu. Nếu các bạn xem mình quay rất nhiều món khâu nhục rồi, nhưng mà mỗi nơi làm một khác các bạn nhé. Lợn sau khi mà xăm xong ấy thì anh ấy sẽ lấy cái lưỡi lam, anh ấy thứ nhất là cạo bỏ cái mỡ đi, thứ hai là xem còn cái lông nào sót không thì để làm nó sạch nốt. Đó. Sau đó mới bắt đầu cho lên chiên luôn. Đấy, thịt sau khi xăm xong mà được cạo một lớp lông thì sẽ cho vào xoong này các bạn ạ. Rồi lát chuẩn bị cho lên chiên. Chúng ta làm vệ sinh cái món cái da của cái khâu nhục đang rất là gấp rút. Lần này là kiểu là nó sẽ sạch không có cái lông này đấy đúng không? Anh luộc xoay sắp được tiếng đồng hồ hồi. Bị bánh cứng quá. Nó lợn nó già quá, luộc nó săn cái bì vào nhỉ. Anh ơi chả bị nắng, anh bắt bỏ cái cạp đi đâu đã.
đâm khỏe vào, đâm nhiệt tình vào. Kim đâm vào thịt thì đau đúng không? Thịt đâm vào thịt thì là nhớ nhau suốt đời. Mấy anh em này là đâm vào thịt là đúng rồi. Cái này là nước giấm ấy đại ca nhỉ? Đây là nước giấm các bạn ạ, để chuẩn bị làm bằng xôi nhục. Đây là cái nồi mật ong với lại là giấm các bạn nhé. Cái này để tạo màu cho miếng thịt đấy. Đó, sau đó bây giờ mình sẽ mang đi chiên này. Thịt sau khi được chiên lên thì sẽ thả vào cái nồi nước các bạn. Cho một chút nước vào mà để hãm nhiệt, để anh giới thiệu thế. Hay đấy. Giờ cho ra cái nồi nước này các bạn nhé. Đó. Rồi anh em đang thái món khâu nhục các bạn ạ. Khâu nhục hay khâu nhục nhỉ? Khâu nhục. Khâu nhục à? Tưởng là khổ nhục chứ. Khâu nhục. Làm thì khổ mà ăn ra thì nhục. Các bạn biết là cái miếng mỡ này cắn nó gọi ngập răng luôn này. Còn nó có dưa chua nên món này tốn cơm lắm. Giòn quá đúng không anh? Ra nó chỉ được mệt rồi. Cái này mà ông nào mà cắn phải miếng này ngập mồm luôn đấy nhỉ. Sướng. Miếng nó nhiều mỡ quá. Nhưng mà mỡ này mới được chứ đúng không? Thịt nạc nó lại khô nhỉ? Đúng rồi, lạc khô công không ngon đâu. Nó phải béo béo gậy một tí mới ngon. Đây cái miếng đấy rõ ba chỉ đấy, còn nó nhìn nó còn ngon kìa. Miếng. Những ngày là mới này. Đây là gia vị là món gì đấy ạ? À, khẩu nhục ạ. Ni lông là túi hạt thổi các bạn ạ. Còn đây có đậu phụ nhự này, hành này. Xay nước mắm này. Đây là rượu gừng. Nước gừng và nước gừng. Hút hút tiểu. Thơm nhỉ? Thơm lắm. Hết ngày mai được nhé. Thôi nhá. Rồi cho tỏi vào. Đây là đủ. Thơm mà. Đây là thơm quá. Nhan quá. Nhan quá. Có à? Cái đây là hạt dổi anh hay là? Hạt dổi. Thảo quả, có bột thảo quả không ạ? Có. Đây là hạt dổi này. Cho chung rồi. À thế ạ. Vừa nãy cho hạt dổi rồi, bây giờ lại cho tiếp. Chú. Đây là thảo quả. Đổ nốt nó luôn cho nó thơm. Còn mỗi tí. Vừa rồi. Đây là cái món gia vị của các bạn nhá. Tiêu. Ờ, tiêu. Thế thì khe cắm nong hổ không? Mà bèo hổ mà săn mà bà hổ à? Cũng hết à? Cũng hết à? Bà hổ mà săn mà nè? Tôi hết, sao nó? Xùi em, tôi hổ mà. Hả? Tôi cố. Cái bà hổ mà sẵn lắm. Cái này các bạn ạ, cái nồi khâu nhục nó ngon hay không là phụ thuộc rất là lớn vào cái nồi, cái chậu gia vị này nhỉ? Gia vị này mà không thành là cái nồi nó cũng không thành đâu. Rồi, cái chậu của... Đây là lúc cho cái bí quyết và bối vào đây để tẩm ướp, sau đó thì tí bắt đầu mới xếp.
Đây là lá tỏi các bạn ạ, cái này cũng cho vào. Đây là lúc mà anh em bắt đầu xếp vào bát các bạn ạ. Xếp vào bát sau tí phủ dưa lên trên nhé. Nhìn này thôi nhưng mà xếp rất chi là cân nhau luôn. Xếp ra tay trước, sau đó mới lại là cho bát. Các bạn không biết đâu mình có thể cái mùi mà cái mùi thơm của rượu rồi của gia vị ấy, nó bốc lên thơm lắm. Đây cho vào bát này đó. Dưa chua để làm khô nhục. Có đủ đồ chua chưa ạ? Cẩn thận. Vẫn đang trong tình trạng gọi là chưa tỉnh rượu. Mệt lắm rồi ấy. À thế à. Đây là tỏi các bạn ạ. Con đầy đàn anh. Ê ai ai. Ê đi hút một nhiều quá thằng ơi. Ê thằng về đi sáng ngày. Mẹ này. Ờ, các bạn ơi, sau khi xếp thịt xong, bây giờ là đến công đoạn mọi người đắp dưa lên các bạn ạ, để chuẩn bị cho lên tần đây. Làm thêm ra nước thì không thành đâu đúng không? Cái này là công đoạn đóng gói các bạn ạ. Bây giờ chuẩn bị cho lên tần đấy. Mọi người cứ bảo là tần bằng túi ni lông này nó độc nhưng mà mình không biết độc thế nào, nhưng mà ở trên này thì mọi người hay làm như thế. À, cái này được khử trùng rồi. À đây hả, khử trùng Corolla rồi đúng không? Đây là những cái bát mà được quấn bằng túi ni lông rồi các bạn ạ. Bây giờ chuẩn bị cho nồi ninh lên 3-4 tiếng. Còn nhiều. Tổng là 90 bát mà đúng không? 90 bát. Lấy nửa dĩa à? Lấy chồng dĩa à? Thằng lấy cái thôi. Em đang cắt cái bao hoàn ạ để bọc cái khâu nhục. Sau khi cắt bao xong, bây giờ mọi người lót cái bao và xếp khẩu nhục vào trong. Sau đó cho lên tân. Giải chỉ một bên thôi đúng không? Đẹp đấy. Ôi nhiều to mà. Thế là mỗi một xong này là bao nhiêu bát? 45 bát à? Kia là 47. À thế là 47. Tổng là 90 bát tất cả các bạn nhé. Bên kia 47 rồi. Bên này 43 đúng không? Đếm anh nổ. Đếm đi các quạt. Đây, bát cuối cùng đây rồi. Giờ là buộc vào xong mới đổ nước vào anh. Buộc vào đấy. Hay đấy nhỉ. Dữ. Không buộc là mai nó nổi lên phà lên phành nên nó lộn đầu lộn đuôi hết đúng không? Đúng rồi. Cũng giống nước ta. Đây là toàn bộ các món ở mâm cỗ. Đây
đây là cái nồi khâu nhục của bạn nhá. Thì để ở phía trong trong bao này. Đó. Đây. Đây các bác, chú đang check lại cho mình quay luôn. Đây các bạn ạ, thấy cần phải thời gian ninh thêm đôi ba tiếng nữa thì nó mới mềm được. Bốn cái nồi này là nồi khâu nhục đây. Giới thiệu với các bạn, đây là cái nồi khâu nhục đây. Sau khi đã ninh overnight thì bây giờ đã xong rồi. Đấy, sau khi cắt xong thì sẽ như này và anh em sẽ úp ngược cái bát này lại các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Giờ sẽ úp ngược lại nhá. Cái phần dưa nó sẽ xuống dưới. Và lộ để lộ ra cái phần những miếng thịt được xếp ngay ngắn này. Đó, rất là đẹp. Đấy không? Nhìn thơm xuân chưa? Đây là cái món rất tốn kinh. Nhân đang chuẩn bị nguyên liệu để làm món sú. Đây là sườn lợn đúng không? Sườn. Thế là ngoáy cái bột gạo là xong rán rồi mà. ngoáy là bột lên cho lên rán rồi đúng không? Giới thiệu với các bạn, đây là cái nguyên liệu để làm món sú nhá. Ở các đám khác thì hay thái bằng thịt mỡ nhưng mà ở đây lại bóc sườn với lại là bóc chân gà luôn. Đây là món sú các bạn nhá. Giống như kiểu mọc của mình ấy. Cái này vàng hết rồi đây nhỉ? Sắp được rồi đây đúng không? Lúc nữa. Đây là món sú các bạn nhé. Món sú sau khi chiên xong thì nó sẽ giòn tan như này này. Đấy các bạn có thể nghe được cái tiếng độ giòn của nó. Ăn này giòn lắm. Mỗi đĩa nó cũng được bao nhiêu miếng anh? Cũng 14-15 miếng à? Cứ thoải mái. Cái này đi lại thôi đúng không? Đẩy đi thôi. Đây là anh em đang chuẩn bị cái nguyên liệu để làm món bắp cải cuốn các bạn nhé. Đây phải bỏ hết bì đi hả anh? Lấy mỗi thịt không. Lấy thịt không. Giới thiệu các bạn, đây là món bắp cải cuốn thịt ạ. Vâng. Bây giờ mới cho vào hấp thì bao giờ mới ăn ạ? À cái này sôi là được đấy đúng không ạ? Sôi là được mà, cái này sôi là được mà, yeah. Chín nhanh 5 phút. Đun sôi để 5 phút là được. Ừ. Còn 3 miếng chứ sao? Em chơi. Đây là nồi cải này. Ra cải cuốn. Cải cuốn thịt. Mỗi một đĩa là bao nhiêu miếng anh? Bao nhiêu miếng? 45 miếng. À 14-15 miếng à. Giật mình tưởng 45 miếng. Có cái này ăn thì nó rất là mát mà nó lại uống rượu nó mới vào được nha. Một tí rau. Uống rượu thì nhất rồi. Rau và thịt. À, rau và thịt. Bao nhiêu gia vị, thịt băm rồi các thứ. Để ăn đó thuộc cấp này này.
Đây là cái trứng cút này, trứng cút để chuẩn bị cho vào canh khuyển. Cái món canh khuyển này thì mình quay tương đối là nhiều rồi. Canh khuyển thì có thịt thịt thăn này và món thịt thăn này, chả này, dạ dày và món trứng. Và đây là hành rồi ở nhiều nơi họ còn cho thêm cả cái rau đấy cũng có mà. Rau này rau rau đậu Hà Lan. Cái này để tiêm. Đó. Tiếp canh. Tiếp. Cái này đi kiểu sao. 12 12 quả trứng hay 10 quả? À. Cân đồng lại. Ông nào về đây khu. Đây là số ớt này. Bây giờ sẽ cho. Anh ơi, cái này là nguyên ớt không à hay là pha thêm à? À, ớt này, rồi muối này. Mì chính. Nước mắm này. Cả chai luôn này. Cái này là hạt lổi anh. Rồi học bác này cách pha chế cái bát nước chấm này bây giờ. Đây, hạt lổi. Bây giờ lúc múc nước dùng của anh. Nước dùng. Bác bếp trưởng đang pha chế cái chậu nước chấm. Cứ tưởng là ớt không thôi mà cũng lắm thủ tục hết nhỉ. Cơm tẻ. Cái cơm tẻ đúng không chị? Đúng rồi, cơm tẻ. Để Hải giới thiệu với các bạn, đây là cái mâm cỗ này nhá, có 8 món tất cả. Món ngan xào này, món gà này, món tần này, lạc tần này, món cải cuốn này và món đây là món chả này, món sú này và canh khuyển này. Và đây là món khâu nhục. Đó, đây là toàn bộ cái mâm cỗ. Còn cơm với lại là có đồ tráng miệng nữa. Đây các bạn ơi, bên nhà trai bây giờ bắt đầu sang nhà gái đây. Mọi người biết rồi đấy, ở đây là có tục té nước các bạn nhá. Nên là mọi người phải cầm cái ô. Vừa đây có té nước mà mình không quay lại được. Có bị ướt không? Chắc là cũng té một chút để làm lý đấy các bạn ạ. Khi bên nhà trai sang các bạn ạ là phải đóng cái vải đỏ kia. Đấy là đây. Đây các bạn nhá. Sau khi khoan xong đóng ấy vào thì bây giờ bắt đầu căng cái vải đỏ lên các bạn ạ. Phải có cái vải đỏ này phải căng lên thì chú rể mới được phép vào trong nhà nhá. Còn nếu không là vẫn cứ đứng ở ngoài thôi. Nếu chưa có vải đỏ là cứ đứng ở ngoài lên thôi. Đó, đấy, đóng vào đây các bạn ạ. Cái miếng vải đỏ này sẽ để đây vĩnh viễn luôn đấy. Đến khi nào nó hỏng luôn à? Bây giờ bên nhà trai đây các bạn. Giờ mình sẽ lên trên để làm lý. Chú rể và phụ rể sẽ đang làm những cái động tác vái lại các bạn. Từ phía các bạn nhé. Thank you.